lại một lần nữa là Nguyên đã quay trở lại chương trình. Và bây giờ thì cho Nguyên tiếp tục chia sẻ cùng cô chú và anh chị em những bản tin thời sự quốc tế của ngày hôm nay, những bản tin khá là sôi động, những bản tin khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là Nguyên cũng muốn chia sẻ một chút xíu bản tin của Việt Nam, chia sẻ cùng các quý vị. Đầu tiên nhất thì chúng ta nói về Nga trước đi ha. Bản tin của Nga. Một bản tin mà đối với Nguyên á, nó là một cái điều mà không thể chấp nhận được. Một cái xã hội đất nước nó kỳ khủng vô. Vừa qua các quý vị biết là tòa án của Nga đã xử một người phụ nữ 37 tuổi. Một người phụ nữ mang hai quốc tịch. Quốc tịch Mỹ và quốc tịch Nga. Cô ta đi về Nga với một cái trạng thái là đi du lịch. Và tất nhiên thì trong cái thời gian, trong những cái thời gian mà cuộc chiến tranh giao tranh đó, Ukraine và Nga đó, thì có nhiều cái tổ chức nó xin tiền giúp đỡ Ukraine về vấn đề thiện nguyện. Về vấn đề thiện nguyện. Thì cô ta đã vô tình cho 50 đô la. 50 đô la cho một cái tổ chức thiện nguyện để giúp đỡ những trẻ em mồ côi, giúp đỡ những người già ở tại Ukraine qua bom đạn của Nga đã tiêu hủy và họ mất mát. Cô giúp đỡ 50 đô la với cái tư cách là một sự nhân đạo. Cô bị phán án tù 12 năm tù. Chỉ có 50 đô la với cái tội danh phản quốc, dùng tiền giúp đỡ thù địch để tấn công trên lãnh thổ của Nga. Các vị thấy một cái xã hội, một cái đất nước giống như Nga vậy, Nguyên cảm giác là một cái đất nước giống như rừng dưa rú. Mà Nguyên không biết được là mấy cái ông mà tòa án, chánh án đó, mấy ông phán cái đó, ông không biết nhục cái sao. Mà biết các vị biết cái lý do mà nguyên nhân là làm cái điều đó không? Đó là bởi vì bắt một cách vô lý để mai mốt ép Mỹ phải trao đổi con tin. Nên tại sao Nguyên khuyên đó là cô chú anh chị em nào mà ở tại châu Âu hay là tại châu Mỹ mà có mang quốc tịch nước ngoài đó, đến Nga bây giờ bị bắt một cách vô lý đó. Nó cứ bắt, nó nhốt, nó đặt vô một cái tội danh nào đó. Rồi mai mốt nó ép Mỹ, ép châu Âu phải thả những gián điệp, những kẻ khủng bố để trao đổi. Và cái điều mà bắt cái người này vì cô này cổ có mang quốc tịch Mỹ thì để cho các quý vị thấy rõ được là trong có nhiều vấn đề ở cái xã hội ngày hôm nay, khi nói là những cái gì mà bất công ở tại Nga đó, nó bất, có thể nói là càng ngày đất nước Nga nó là một cái đất nước nó càng ngày nó càng độc tài. Viết bây giờ Nguyên cảm nhận nó còn độc tài hơn cả Việt Nam nữa. Họ bây giờ Nga bây giờ chạy với Việt Nam hàng loạt. Nga đó chạy Việt Nam ở không trở về Nga. Để cho các vị thấy rõ được là cái một cái câu chuyện nó rất là nhỏ. Ở đây là đáng thương cho cô gái đó chỉ có 37 tuổi thôi, khá xinh, khá xinh xắn và phải ở dưới cái án tù 12 năm tù, chỉ có 50 đô thôi. Trời ơi là trời. Đây là bản tin nhỏ. Để chúng ta thấy rõ được ngày hôm nay thêm một bản tin nữa để cho Nguyên nhắc lại, nhấn mạnh lại cái bản tin là giữa ông Belarus, ông Sashenko và Putin đã có sự xích mích, là do Putin đã cáo buộc cái hành vi thiếu trách nhiệm của ông Belarus đã dẫn đến cái cuộc thành công của Ukraine. Và các vị biết là cái điều này nó dẫn đến cái điều gì nữa. Sau này gần đây nhất thì ông Tổng thống Sashenko, ông đã có bài phát biểu là ông kêu gọi Putin đàm phán hòa bình với Ukraine. Và ông ta cho rằng là hiện bây giờ đó hai quốc gia giữa dân tộc Ukraine và dân tộc Nga nó không ai muốn chiến tranh hết. Cái lời của ông Belarus nói không có sai đâu. Chính thức là người dân bây giờ cả hai bên họ mệt mỏi lắm. Họ mệt mỏi lắm. Người dân Ukraine cũng vậy mà người dân Nga cũng vậy. Chỉ là cái suy nghĩ và cái sĩ khí quân đội nó khác. Nó khác biệt thôi. Nên là cái điều đó mà hiện bây giờ thì thấy rõ nét là ông Sashenko ông sợ. Tổng thống Sashenko là ông sợ là cái tương lai ổng sẽ bị gớt vào trong một cái trạng thái đất nước của ổng sẽ bị xâm lược. Cái tình trạng mà nếu ổng ở gần Putin quá mà Putin bị lung lay thì ổng sẽ không xong. Nên là hiện bây giờ cái cách tốt nhất của ổng là giữ khoảng cách với Nga. Giữ khoảng cách với Nga để bảo vệ chính bản thân của mình. Nên là hiện bây giờ thì giữa Belarus và Nga đã có những cái sự lục đục nội bộ. Đây cũng là một bản tin khá tốt cho Ukraine và cho cả thế giới. Nha, cả thế giới. Nên là Nguyên mong là trong tương lai không xa, Belarus quay xe lại với Nga là càng vui nữa. Lúc đó là càng vui nữa. Nha. Thực tế các vị là Belarus có cơ hội quay xe với Nga. Đó là bản tin liên quan đến Nga ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta chuyển sang qua những bản tin. Belarus sợ rồi đúng. Belarus sợ chứ. Sao không sợ? Cái tình trạng của Tổng thống Belarus tất nhiên là phải sợ rồi các vị. Khi lúc đó Ba Lan đang gình gặp. Mà không sợ mới lạ. Ba Lan bây giờ không biết bao nhiêu trăm ngàn binh sĩ ở biên giới.
Ba Lan bây giờ các vị biết là củng cố quốc phòng cỡ nào chưa? Ba Lan mua F-35 nè, mua hệ thống Patriot nè, hỏa tiễn tầm xa nè, trực thăng nè, tất cả những vũ khí tân tiến của Hoa Kỳ hình như là Ba Lan mua hết. Ba Lan mua để làm gì? Tao me mày lắm rồi nghe, sơ sang cồ, tao me mày lắm, tao chờ cơ hội đó. Lực lượng Ba Lan cực kỳ là mạnh, lực lượng quân đội của Ba Lan cực kỳ là mạnh. Đó là ông Belarus ổng lo là đúng, ổng lo là đúng. Mà nếu mà nó thực tế với các cái vị mà ổng mà không biết cách cư xử khôn khéo đó, ổng chỉ cần có những hành động sai trái đó mà được sự chấp thuận đó, là ổng chết chắc. Và bây giờ Trung Nguyên chuyển sang qua bản tin của Trung Đông để chúng ta đặt một cái câu hỏi là Iran đã bỏ đi cái ý định trả đũa Do Thái chăng? Bởi vì cái thời gian nó đã quá dài rồi các cái vị. Theo những nhà khoa học chứng minh hay bất cứ một chuyện gì người ta phỏng đoán, một cái câu chuyện gì đang nóng mà trong 48 tiếng đồng hồ không có sự trả đũa thì cái chuyện đó hình như sẽ giải quyết bằng cách im điềm. Thì hiện bây giờ thời gian nó rất là dài rồi mà người ta không hiểu lý do tại sao Iran không đáp trả, khi lúc đó có những cái tin đồn đến từ tình báo của Mỹ là trong tuần vừa qua, mà tuần vừa qua cũng đâu thấy gì đâu, tuần này cũng không thấy luôn, và có nghĩa là đã nhiều tuần, mà cả phải nói là từ nhiều tuần vừa qua rồi, thì có thể đó là Iran phải chăng là đã ngừng. Thực tế thì chính phủ của Iran ngày hôm nay họ công bố là không. Vấn đề đáp trả của Do Thái thì họ vẫn để đó, nhưng họ sẽ đáp trả. Họ đáp trả. Và họ kêu là cái hành động đáp trả là cái quyền của họ. Trừng phạt vừa qua mà Do Thái đã ám sát lãnh tụ tối cao Hamas trên lãnh thổ của họ, đã xúc phạm chủ quyền của đất nước của họ. Và họ có quyền trả đũa. Và Iran đã cáo buộc là Hoa Kỳ và châu Âu thái quá, đã là dùng những biện pháp ngoại giao ngăn chặn họ, và cái hành vi yểm trợ cho Do Thái đã giúp đỡ Do Thái làm ra nhiều tội ác, trong đó có vấn đề ám sát, ngoài ra còn có vấn đề ở tại Gaza, cho rằng Mỹ, đặc biệt là Mỹ, đã bính yểm trợ cho Do Thái làm những chuyện sai trái này. Và Iran cho rằng là cái hành vi này không có thể tha thứ được, chỉ là cái thời điểm nào, giai đoạn nào thì chúng tôi sẽ xem xét và suy nghĩ, chúng tôi chưa công bố. Theo những nhà chuyên gia, họ phân tích lý do mà Iran chưa đáp trả và Do Thái, nó có hai lý do chính đáng liên quan đến hai quốc gia chính. Quốc gia thứ nhất là Nga, quốc gia thứ hai đó là Trung Quốc. Lý do mà hai quốc gia này nó là ảnh hưởng đến cái cuộc phản công của Iran, thứ nhất là Nga. Bởi vì Iran lúc nào cũng tin cậy về vũ khí của Nga, được sự yểm trợ vũ khí của Nga nếu có một cuộc giao tranh trực tiếp với Do Thái. Iran cho rằng là Nga có thể yểm trợ với những lời cam kết của Nga trong thời gian trong quá khứ, có thể hứa hẹn rất là nhiều. Nhưng cái bối cảnh của Nga ngày hôm nay ở trong trạng thái bại trận, Nga còn không đủ hỏa tiễn, máy bay không người lái, thiết bị vũ khí của mình để trên chiến trường, thì có vũ khí đâu mà yểm trợ cho Iran nếu đánh chiến tranh? Có vũ khí đâu mà yểm trợ cho Iran bây giờ? Nếu mà Iran bước vào cuộc chiến lâu dài thì không có quốc gia viện trợ vũ khí thì không không thể nào thắng được. Nên là Iran thấy rõ được là tình trạng cuộc chiến giữa Ukraine và Nga vẫn đang sôi động, mà bây giờ không trông cậy Nga được. Và cái điều đó là cái điều mà Iran phải suy nghĩ lại, vì không có sự giúp đỡ của Nga về khí tài quân sự thì lỡ mình phản công Do Thái bước vào cuộc chiến lâu dài thì mình lại lấy cái gì mình quýnh, mình lấy cái gì mình quýnh đây. Đó là bắt đầu do dự cái điều đó. Do dự thứ hai là Trung Quốc không có hứa hẹn gì hết. Về mặt quân sự, Trung Quốc không có hứa hẹn là bán vũ khí, Trung Quốc không có cam kết bất cứ một cái gì với Iran hết. Trung Quốc chỉ có bang giao một cách tốt đẹp về vấn đề thương mại với Iran, nhưng ngược lại vấn đề quân sự thì Trung Quốc rất là e dè, Trung Quốc không dám thừa nhận và Trung Quốc không dám đứng về phía bên Iran trực tiếp. Nên là Iran từ đó tới giờ lúc nào cũng tin tưởng hai ông lớn này hết, đụng chuyện thì hai ông này sẽ bảo vệ mình. À, nếu bây giờ đánh chiến tranh là đụng chuyện là bảo vệ mình. À, đó gì các người biết là cái liên minh mà Putin, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, bốn độc tài. Thế bây giờ mình đụng chuyện nước mình bị chiến tranh đó thì mình sẽ có hai ông này bảo vệ, nhưng mà đâu có. Ông nghe ông bảo vệ ông chưa xong nữa, lãnh thổ ông còn bị xâm lược mà.
Còn ông Trung Quốc, trời, ông Trung Quốc ổng chỉ biết lợi nhuận thôi. Ông Trung Quốc mà cái bàn cân chính trị mà không có lợi nhuận, Trung Quốc đâu có ngu dại gì mà yểm trợ cho Iran. Trung Quốc đâu có mạo hiểm. Trung Quốc là thích giật dây chính trị trong bức màn thôi, đưa ra những lời hứa mà cho là hứa suông, rồi dụ dỗ người ta bước vào cuộc chiến, rồi bỏ con giữ chợ. Thì Trung Quốc đâu có dám đưa bán vũ khí hay là cung cấp vũ khí hay là yểm trợ nhân lực gì đâu. Đó là bởi vì hai cái quốc gia này không có đủ khả năng giúp đỡ Iran. Và khi lúc đó Iran phải đối đầu với một cái lực lượng quân đội quá hùng hậu của Do Thái và của Hoa Kỳ. Nên cái điều đó là Iran phải do dự và do dự. Iran hiện bây giờ phải làm sao? Các vị biết là cái nguyên đó thật là nguyên rất là phục nhà lãnh đạo của Iran, chứ không phải đơn giản. Cái sự nhẫn nhịn của họ, cái sự nhẫn nhịn của họ nó không có đơn giản các quý vị. Đặc biệt là trong những cái quốc gia mà cái sự cực đoan đó, đặc biệt là cực đoan tôn giáo đó, mà cái sự nhẫn nhịn của chính phủ Iran khi lúc đó sẽ bị những cái đồng minh chỉ trích, những cái quốc gia láng giềng chỉ trích, nhưng họ vẫn nhịn. Họ nhịn đến ngày hôm nay là một cái chuyện kỳ tích khó khăn vô cùng. Và cái sự thông minh của họ, vì họ biết là nếu mà họ phản công một cách bừa bãi thì là họ sẽ gặp một cái thảm họa cho đất nước của mình. Nên là họ rất là do dự và họ đắn đo, họ suy nghĩ rất là tỉ mỉ. Tất nhiên là họ phản công, nhưng họ phản công như thế nào để cho nó hợp lý nhất. Nên là đối với nguyên chánh quyền của Iran không phải là chánh quyền dở. Đầu óc có trí tuệ, đầu óc không dễ bị người ta dụ. Biết là người ta gại cho mình một cái cảm bẫy. Nhẫn nhịn không phải là mình sợ, nhưng mà mình phải đặt trên cái bàn cân được và mất. Và mình thấy rõ được đồng minh của mình phản bội mình, không đứng về phía mình. Và bây giờ mạo hiểm sẽ trở thành một cái bia đỡ đạn cho người khác. Nên là Iran không muốn làm điều đó. Nên tới ngày hôm nay thì Trung Nguyên khẳng định một câu, Iran vẫn sẽ trả đũa Do Thái. Nhưng mà Iran phải chờ đợi thời cơ. Iran chờ đợi thời cơ. Iran không thể đánh một cách bừa bãi được. Iran phải chờ đợi thời cơ, một thời đợi thích hợp. Và cái thời đợi mà Iran đủ sức mạnh mà không e ngại Hoa Kỳ quá lớn. Và Iran có đồng minh, không có liên lẻ, không có cô độc. Và Iran cái sự dựa vững chắc thì Iran mới đáp trả. Còn bây giờ bảo đảm với các quý vị là Iran cũng sẽ cố gắng chịu đựng nữa. Sẽ bị những cái thế lực đồng minh của mình chỉ trích, giống như là Hezbollah nè, Yemen nè, Houthi rồi đó. Và phía bên tôn giáo tối cao đó, họ sẽ la lên án rất là nhiều về Iran. Nhưng mà cái đường lối của Iran không sai các quý vị. Nguyên rất là, có vẻ đó là Nguyên rất là có phần nể phục. Bởi vì với cái cá tánh của cái sự xúi dục biết bao nhiêu thế lực kêu Iran trả thù, nhưng Iran vẫn giữ được bình tĩnh tới ngày hôm nay là một sự kỳ tích. Đây là bản tin nho nhỏ của Iran. Tình trạng ở Trung Đông thì các quý vị cũng biết là Do Thái với Liban với Yemen rồi nó vẫn tiếp tục bắn qua bắn lại. Tất nhiên vẫn là những cái quy mô nhỏ, nó chưa phải những quy mô đáng kể. Nên là cái vấn đề đó thì Trung Nguyên mạng phép không cập nhật, vì nó không có cái gì quá sôi động để chúng ta chia sẻ hết. Bây giờ chúng ta nói về Mỹ, mà chúng ta sẽ nói về quân sự của Mỹ trước. Ngày hôm nay một bản tin cho biết là Mỹ với Úc Châu sẽ cùng nhau sản xuất loại quả tiễn tầm xa, loại quả tiễn siêu thanh với Úc Châu. Đây là một cái, thể nói là một cái bước đi mới của Hoa Kỳ nữa với Úc Châu. Thì các quý vị cũng biết là Trung Nguyên nói á, đất nước Úc Châu là Nguyên có đến một lần, cách đây lâu lắm rồi, mấy chục, một thời gian rất là xa. Đến Úc Châu một lần, Nguyên đã thấy đất nước Úc Châu là một cái giấc qua rất là tuyệt vời. Một cái quốc gia người ta chú trọng về thiên nhiên, chú trọng về cuộc sống người dân. Người dân người ta sống khá là thoải mái ở Úc Châu đó. Và người ta không bận tâm về khí tài quân sự. Nhưng trong vòng 5-6 năm gần đây thì chính quyền Úc Châu đã có sự thay đổi lớn. Vì họ không có đường lựa chọn các quý vị. Vì cái sự đe dọa của Trung Quốc nó hiện diện ở gần kế bên họ. Và Trung Quốc bây giờ muốn giật dây chính trị những cái hòn đảo ở gần bên Úc Châu. Rồi Trung Quốc còn đang muốn tìm ra được những căn cứ quân sự trực tiếp để đe dọa đến Úc. Rồi gần đây nhất cái sự cạnh tranh về thương mại giữa Úc Châu và Trung Quốc đang rạn nứt càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là Trung Quốc đã gửi gián điệp và trà trộn tình báo đến Úc Châu rất là nhiều. Đặc biệt là dùng cái chiêu trò là Mỹ nhân kế là mấy ông Úc Châu cũng mê gái thôi. Mà ông nào cũng mê gái á. Nó chung chung là như vậy.
Đặc biệt là mấy ông thị trưởng, mấy ông thống đốc của Úc Châu phần lớn đó, sau khi những làm ăn với Trung Quốc nhiều ngày lấy vợ Trung Quốc gần hết. Lấy vợ Trung Quốc gần hết. Rồi mấy cô đó là mấy cô đó tưởng là mấy cổ là gì, là cổ là gián điệp, mấy cổ là gián điệp. À, gai đặc, gián điệp. Và từ lúc đó Úc Châu đã phanh phui ra cái đường dây đó, và từ lúc đó Úc Châu giữ một cái khoảng cách với Trung Quốc. Và Úc Châu đã tăng cường khí tài quân sự của mình, nhưng về nhiều lãnh vực thì Úc Châu rất là chậm. Thí dụ là Úc Châu không có công nghệ tàu ngầm, gần đây là ký hợp đồng với Anh Quốc và với Hoa Kỳ. Bây giờ thì hỏa tiễn siêu thanh. Thì cũng nói là Mỹ hiện bây giờ Mỹ cũng muốn chia sẻ cái công nghệ của mình cho những cái quốc gia đồng minh thân cận. Thứ hai nữa là cái khả năng sản xuất của Mỹ nó cũng có giới hạn. Và cái điều này nó sẽ giúp đỡ cái sản xuất hỏa tiễn với cái tốc độ lẹ hơn. Vì một mình nước Mỹ không thể nào sản xuất được hết được. Nhiều quốc gia đóng góp thì cái sự sản xuất hỏa tiễn nó nhiều hơn. Tất nhiên là Mỹ cũng phải chia sẻ cái công nghệ của mình, các cô chú và anh chị em. Nó là một cái điều mà chúng ta đã thấy rõ là cái bước đi mới của Mỹ ở khu vực Á Châu chúng ta. Thì các quý vị cũng biết đó, là Úc Châu bây giờ đó, họ biết là cái tầm đe dọa và họ muốn đóng góp một cái vai trò ở khu vực Á Châu chúng ta. Thí dụ là vấn đề Đài Loan, vấn đề Nhật Bản nè. Nó nhiều vấn đề Úc Châu hiện bây giờ họ muốn có sự can thiệp về khí tài quân sự. Nên là cái sự yểm trợ của Mỹ nó sẽ nâng cái khả năng quân sự của Úc Châu lên một cái tầm cỡ mà Trung Quốc sẽ không mượn đường đi ở khu vực này. Đó là quan trọng. Đây là bản tin liên quan đến Mỹ và Úc Châu sẽ chế tạo hỏa tiễn siêu thanh trong những thời gian sắp tới. Và bây giờ, chúng mình cập nhật một chút xíu về tình trạng bầu cử ở tại Hoa Kỳ cho các quý vị biết tình trạng nó như thế nào. Trọng Nguyên nói là những cái khảo sát gần đây đó thì Trọng Nguyên nói là người ta cho rằng là bà phó tổng thống đang dẫn đầu trước cựu tổng thống Trump. Nhưng mà Trọng Nguyên nói là những cái khảo sát đó là những khảo sát nó không có sự thật. Trọng Nguyên nói thẳng với các quý vị luôn, Nguyên không biết cái khảo sát nó từ đâu ra. Nguyên không binh vực cựu tổng thống Trump đâu. Chỉ điều là Nguyên nói thật thôi. Nguyên thấy những cái meeting của bà, trời ơi nó vắng que. Nha, cái phòng thì nó nhỏ xíu, không biết có bao nhiêu người coi đâu. Những cái chỗ mà bà đi qua thì cái chỗ đó cựu tổng thống Donald Trump cũng đi qua đó. Thầy ơi, nó khác biệt một trời một vực. Cựu tổng thống Donald Trump thì không biết bao nhiêu chục ngàn người đến, mà Nguyên không biết cái số lượng người ta đến ủng hộ của cựu tổng thống Donald nhiều như vậy đó, mà lấy ở đâu ra mà cái khảo sát là bà dẫn đầu đến 49, cựu tổng thống Donald Trump 47. Nguyên không biết cái khảo sát nào ở đâu mà nó ra như vậy. Khi lúc đó mình thấy được cái sự hiện diện của cựu tổng thống Donald Trump ở nhiều tiểu bang, nó đông như kiến, chắc chắn là mấy bác sẽ nói như Nguyên: Nguyên ơi, đó cách đây 4 năm về trước đó bác Trump cũng đông đó, đâu có thắng đâu. Thì đúng, đông người ủng hộ chưa chắc sẽ là thắng. Nó chết lạ ở Mỹ chỗ đó đó. Ở Mỹ là cái chỗ đó mới lạ đó. Nên là tất nhiên trong bầu cử của Mỹ nó còn có những cái ẩn số. Nhưng mà mình thấy nó lạ khi lúc đó là cựu tổng thống Trump đi làm meeting đó, thì ông ta trời ơi có 50.000 người, nhiều khi cả 100.000 người lại xem. Còn bên kia có vài ngàn người xem thôi. Mà tại sao kêu là cái khảo sát là tiểu bang này, bà này bà dẫn đầu? Mình thấy lạ thôi. Ngoài ra thì cựu tổng thống Donald Trump sẽ có những cái buổi meeting đó ở ngoài trời đó. Đợt này sẽ có những cái kiến chống đạn để bảo vệ, vì bác Trump bác không chịu làm ở trong những cái phòng nhỏ, vì bác nói là không đủ người, bắt buộc là bác phải làm ở ngoài trời mới có đủ cái diện tích, số lượng người đi tham dự. Vì muốn để vấn đề an ninh của bác Trump đó, thì bắt đầu phía bên an ninh đó, họ mới bắt buộc phải đặt cái tấm kiến chống đạn. Trong tương lai đó thì bác Trump sẽ khó bị ám sát hơn, bởi vì cái chỗ mà bác Trump đứng á, nó sẽ được bằng kiến chống đạn bao vây, nên là nó sẽ bảo vệ phần lớn cho bác Trump. Nên là các quý vị cũng yên tâm, các quý vị cũng yên tâm, trong tương lai này cái vấn đề ám sát nó sẽ khó hơn nhiều. Đó, nên là đây cũng là trong những cái bản tin mà Nguyên nghĩ là những cô chú anh chị em nào ở Hoa Kỳ yêu mến bác Trump đó, thì đây là cái bản tin mà các quý vị cần thiết lắng nghe. Ngoài ra thì trong cái bầu cử của Mỹ thì Nguyên nói thật với các quý vị là 30 chưa phải là Tết. Chúng ta không có thể nói được và cũng không có thể là tin tưởng cuộc chiến thắng. Đừng ngủ quên cuộc chiến thắng. Và phải lúc nào cũng phải có một cái tư thế sẵn sàng là kẻ địch sẽ có những cái chiêu trò mới và chúng ta phải ứng phó kịp lúc. Nếu các quý vị quá ý y cũng giống như cách đây 4 năm về trước thì các quý vị có thể bị thất bại nữa đó. Nha. Trọng Nguyên nói nha.
Đặc biệt là các vị đừng có quên là y tế WHO đã công bố dịch bệnh khỉ rồi đó nghe, khẩn cấp cả toàn cầu. Nên là khi các vị đã có nghe tin ở bên Mỹ là ở đâu đó có vài ca là các vị chuẩn bị tâm lý đi. Các vị phải nhớ là cái gì nó cũng có cái điểm hết. Cái gì nó cũng có một cái điểm cho chúng ta hết. Nên là các vị cũng phải bị tâm lý cái điều đó, phải hiểu tâm lý cái điều đó. Nên là đối với Nguyên cái đợt này, cái bầu cử sắp tới đây đó, Nguyên nghĩ là nó có nhiều biến số lắm. Đất nước Mỹ mà nó có qua được cái biến số này hay không thì Nguyên không rõ nha. Nguyên mong là người Mỹ cũng sáng suốt, dân Mỹ và chính phủ Mỹ vẫn sẽ sáng suốt để vượt qua cái khủng hoảng chính trị của Hoa Kỳ đợt này. Đợt này cái khủng hoảng chính trị Hoa Kỳ nó còn nhiều hơn cách đây 4 năm về trước. 4 năm về trước các vị thấy cái điện Capitol rồi đúng không? Cái vấn đề đó mà bác Trump còn bị trói buộc pháp lý đó. Thì Nguyên nghĩ là đợt này nó không thua kém gì đâu, nó còn có thể nhiều hơn nữa. Nên là lý do đó mà Nguyên nghĩ rằng là cái sự việc mong là đất nước Mỹ vượt qua được cái sự thử thách này. Đây là cái thử thách quan trọng. Vì kẻ địch của Mỹ lớn nhất không phải là những ngoài nước mà trong đất nước. Cái câu này không phải là Nguyên nói đâu nha. Một cựu tổng thống Mỹ đã từng nói câu đó. Kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ nó không có nằm ngoài nước mà nó nằm trong đất nước của Hoa Kỳ. Nên là nếu mà đợt này nước Mỹ có thể vượt qua được cái sự khó khăn này thì nước Mỹ sẽ ở một cái vị trí vững chắc của nhà là cái là một quốc gia cường mạnh đó còn được nhiều năm nữa. Nếu đợt này mà nước Mỹ không qua được thì nước Mỹ sẽ tuột dốc rất là mau. Tuột dốc rất là mau các quý vị. Đó là mình mong, đó là cái sự mong đợi có một cái người nhìn khách quan giống như Nguyên. Vì Nguyên nói mà, Mỹ mà toang thì mình cũng không bao giờ được trật tự. Đó là hiện bây giờ Mỹ không nên ở trong một cái trạng thái khó khăn. Mỹ không nên ở trong một cái trạng thái khó khăn. Bởi vì Mỹ mà toang thì có nhiều thế lực khác đang vui mừng và bắt đầu đang hoành hành. Thí dụ là ông Trung Quốc không ai xa cả. Trung Quốc là điển hình cụ thể nhất. Đó là bản tin nho nhỏ của Hoa Kỳ mà Nguyên cập nhật cho cô chú và anh chị em. Và bây giờ thì chúng ta sẵn tiện nói về cái áo này. Đó, nó có bốn sọc, ngay lập tức là có cái bác nào đó vô bún que liền. Cho Nguyên nói nha, chỉ cần có cái gì đó vài sọc màu đỏ thôi thì là bảo đảm với các quý vị luôn là mấy bác Red Bull là nhảy đông đỏng lên luôn. Bây giờ mặc cái áo này, đội đá banh nào mà đá cái đảo này mặc cái áo này là Việt Nam cũng không chiếu luôn, không chiếu luôn. Đó, mấy bác rất là nhột, mấy bác rất là sợ. Mà có gì đâu mà sợ. Trong Nguyên nói là cái lá cờ đó là lá cờ của lịch sử mà. Một cái thời đại, một cái địa điểm nào đó thôi. Mà rất là ác mộng. Nghe nói thôi, nhìn thôi là rúng rồi. Khi lúc đó cáo này là cáo của Tây Ban Nha. Địa phương của Tây Ban Nha. Cái khu vực dùng đó là người ta mặc áo cái lá cờ này là tượng trưng cái khu vực của người ta ở. Thì các vị cũng biết rằng đó là cái sự nhạy cảm và cái sự tâm lý nó bị ảnh hưởng rất là lớn. Lâu lâu Nguyên cố tình mặc. Nói đến đây thì Nguyên lại nhớ một cái anh người yêu nước, đó là anh Trí Gâu Đen. Các vị cũng biết đó, anh ta có cái kênh là anh Trí Gâu Đen đó. Và có kênh khác là Việt Media, anh ta có hai kênh cũng giống như Nguyên vậy đó. Và trong cái kênh Việt Media đó thì anh ta chia sẻ về bản tin của Ukraine và Nga cực là hay luôn. Anh Trí Gâu Đen đưa tin cũng rất là chính xác. Anh Trí Gâu Đen rất là chịu khó tìm tòi và đọc báo, đọc thông tin đồ của Ukraine rất là nhiều. Nguyên phải nói là Nguyên phải thừa nhận điều đó. Là anh Trí Gâu Đen đối với Nguyên là mỗi người là những người trẻ yêu nước, vì đối với Nguyên là anh ta vẫn còn trẻ, anh ta không phải là người quá lớn tuổi, đó là người đàn ông trung niên, người đã có những cái sự đóng góp về cái tinh thần bảo vệ dân tộc, đặc biệt là vấn đề của ô nhiễm môi trường Samosa đến vấn đề chủ quyền biển cả Trường Sa và Hoàng Sa. Anh ta đã có thể nói là những cái người đã lên án cái hành vi của Trung Quốc rất là nhiều. Vừa qua thì tòa án đã phán anh ta với cái tội danh, tất nhiên là cái tội danh phản động, âm mưu lật đổ chính phủ vân 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 vân, những cái tội danh bịa đặt, Nguyên phải dùng một câu là chắc không chắc có tội danh gì cả, nhưng mà đưa gì, và với anh ta mang án 5 năm tù. Anh Trí Gâu Đen được chính thức được 5 năm tù, các quý vị gỡ lịch 5 năm, 5 năm tù. Thì cái xã hội Việt Nam nó là như vậy. Xã hội Việt Nam chỉ cần nói chống ngược lại chính phủ là phản động, nó đơn giản vậy thôi. Xã hội Việt Nam là chỉ giống như là thời vua chúa giờ, ông vua ông nói cái gì là mình phải dạ, thưa hoàng thượng,
vạn tế, vạn tế, vạn tế. Đó. Còn nếu mà chánh phủ mà nói một đường mình làm một nẻo là chết. Đặc biệt là chánh phủ là thà làm trong bí mật chứ đừng bao giờ công bố bằng miệng. Là chết, là chết. Nó đơn giản vậy thôi. Đối với Nguyên, anh Chí Cô Đen là người yêu nước thật. Anh là người đã dấn thân cho đất nước Việt Nam. Nó thực tế anh Chí Cô Đen là người cũng có nhiều tài năng, là người phấn đấu. Đáng tiếc là những người như anh Chí Cô Đen nó không được làm trong cái bộ máy chánh phủ của Việt Nam được. Nếu mà có những người giống như anh, Nguyên nghĩ sẽ đem lại cái phúc lợi cho nhân dân nhiều hơn. Nhưng ngược lại bây giờ thì anh ở tù rồi, 5 năm tù. Đây là cái bản án là 5 năm tù mà Nguyên nhận được ngày hôm qua. Đây là bản tin nho nhỏ của Việt Nam về vấn đề một nhà đấu tranh tự do muốn đem cái quyền lợi của nhân dân lên hàng đầu thì đã bị bắt vào tù. Nhiều lắm các quý vị. Những người như vậy nhiều lắm, mấy Việt Nam bắt nhiều lắm. Trong tương lai với cái sự lãnh đạo của Bác Tô Lâm còn bắt nhiều hơn nữa. Thì đối với những anh, cô chú anh chị em nào Red Bull thì cho anh Chí Cô Đen là phản động. Chỉ cần nói ngược lại chính phủ là phản động thôi. Đơn giản là như vậy. Chỉ cần đi ngược được cái đường lối của chính phủ là phản động. Nên tại sao Nguyên nói đó, tại sao cái ai mà không biết, ai mà đặt tên cho mấy bác là tên Red Bull nó quá đúng luôn. Vì không cần phải suy nghĩ, chỉ cần chính phủ nói là đúng thôi. Chính phủ nói cái gì cũng đúng, không gì sai hết. Đó là bản tin nho nhỏ về vấn đề của anh Chí Cô Đen. Và bây giờ chúng ta nói về bản tin tìm hiểu sâu sắc cái chuyến đi sắp tới đây của Bác Tô Lâm đến Trung Quốc. Và phía bên Bộ Ngoại giao đã công bố ra ba cái bước đi, ba cái mong đợi của Việt Nam với Trung Quốc như thế nào trong những ngày kế tiếp. Bác Tô Lâm sẽ đến ngày 10 đi đến Trung Quốc trong những ngày gần đây. À, các quý vị nha. Đầu tiên nhất, đó là cái sự ban giao của hai quốc gia. Sự ban giao tốt đẹp của giữa Việt Nam và Trung Quốc từ thời của Bác Trọng, từ thời của Bác Trọng. Bác Trọng là trong những cái cầu nói đưa ra những cái chính sách ban giao với Trung Quốc, và Bác Tô Lâm chỉ là nói bước theo sau và mong là cái ban giao của hai quốc gia vẫn tiếp đẹp, vẫn tốt đẹp. Thứ hai, đó là những hợp đồng béo bở, những cái công trình đang dở dang mà Trung Quốc và Việt Nam đã có sự hứa hẹn và cam kết. Thí dụ xây đường sắt, xây đường cao tốc, xây cái này xây cái kia. Những hợp đồng đó nó đang còn đang dang dở, mà mong là Trung Quốc vẫn tiếp tục thực thi những cái hợp đồng đó, và hay là có những hợp đồng mới. Đó là vấn đề đầu tư. Thứ hai là mong là Trung Quốc tiếp tục giữ những cái hợp đồng đầu tư, và Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư trên lãnh thổ đất nước Việt Nam. Và thứ ba, đó là vấn đề nói rõ vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, để tránh bớt cái sự mâu thuẫn dẫn đến cái sự chia rẽ và có sự mất đi cái sự đoàn kết về vấn đề mâu thuẫn, về vấn đề biên giới, trong đó nó có biên giới đất liền và cả luôn biên giới biển cả. Đây là ba mục tiêu mà theo phía bên Bộ Ngoại giao của chính quyền Việt Nam chia sẻ. Và bây giờ cho Nguyên mổ xẻ những cái mục tiêu này, vấn đề quan trọng nó nằm ở đâu giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nói về Trung Quốc và Việt Nam thì nó không có cái gì xa lạ với người Việt Nam chúng ta hết. Có thể nó Trung Quốc vừa là một cái quốc gia láng giềng của chúng ta, vừa là một cái người bạn, cũng là vừa là một kẻ thù. Trong lịch sử chúng ta đã thấy rõ được cái sự bành trướng của Trung Quốc, lớn mạnh của Trung Quốc, xâm lược của Trung Quốc, hà hiếp của Trung Quốc trong nhiều ngàn năm lịch sử vừa qua. Sử của Việt Nam chúng ta ít hay nhiều là chúng ta đều biết điều đó. Và trong cái thời gian gần đây thì cái chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc với chủ nghĩa cộng sản của Việt Nam cũng là cái chủ nghĩa giống nhau, đến từ, xuất phát từ Liên Xô. Và tới bây giờ thì những cái đất nước Việt Nam và Trung Quốc vẫn có sự ban giao tốt đẹp, nhưng chúng ta gặp những cái sự gào cản và sự tranh chấp, đó là tranh chấp chủ quyền của lãnh thổ. Trong chủ quyền của lãnh thổ, đặc biệt là chúng ta tranh chấp về vấn đề biển cả. Biển cả. Cách đây không lâu thì Bác Trọng, khi Bác Trọng đã rời đi, thì Việt Nam đã trình bày cụ thể, Nguyên không biết đây là trình bày cho nó có, hay là để vì đây là cái ước mơ của Bác Trọng trước khi Bác Trọng rời đi nhắm mắt. Cái lúc đó là Bác Trọng nằm ở còn bệnh viện, lúc đó chưa có đi, nhưng mà không còn khỏe nữa. Thì Việt Nam đã trình bày trên Liên Hiệp Quốc là chủ quyền của Việt Nam với 200 hải lý từ đất liền. Đây là lần đầu tiên, chưa bao giờ có. Sau đó thì vài ngày sau thì nghe tin là Bác Trọng đã rời đi. Thì tất nhiên là trong cái thời gian mà trình bày đó thì cái người mà điều hành đất nước trong cái giai đoạn đó thì Nguyên nghĩ vẫn là Bác Tô Lâm.
Bác Tô Lâm đã biết được cái kế hoạch của bác Trọng hay gì đó thì Nguyên không rõ ha, nhưng mà được trình bày cụ thể. Tất nhiên là cái sự trình bày của Việt Nam vừa qua thì nó không hợp với những cái gì mà Trung Quốc đang áp đặt chúng ta. Nó là cái lưỡi bò mà Trung Quốc dẻ lấy 90%. Lý do mà Trung Quốc cho là cái lưỡi bò này là thuộc về của Trung Quốc là bởi vì Trung Quốc cho rằng là đất nước Trung Quốc phát triển trước, nền văn minh của Trung Quốc có trước hơn chúng ta. Và Trung Quốc đã chế ra tàu bè và Trung Quốc đã đi khắp nơi này và đi qua rồi là của họ. Đi qua rồi là của họ. Cho là như vậy. Và cái điều đó thì nó không hợp lý với cái vấn đề mà luật lệ của quốc tế theo năm 1982 và người ta đã chia ra cái quyền lợi của mỗi quốc gia phù hợp như thế nào như thế nào. Tất nhiên là Trung Quốc chẳng thèm coi luật lệ quốc tế ra gì cả. Nhưng cái sự trình bày của Việt Nam về chủ quyền của Biển Đông tất nhiên đã không hài lòng Trung Quốc. Trong thời gian vừa qua thì Trung Quốc đã bắt đầu yểm trợ cho Campuchia xây kênh đào Phù Nam Tích Châu. Cái hành động của Trung Quốc cũng đã gửi một thông điệp rằng chúng tôi có thể bóp anh như là bóp trứng, bể lúc nào cũng được. Các anh chỉ là con kiến thôi, muốn giết các anh lúc nào cũng được. Không bằng hình thức quân sự thì chúng tôi sẽ bằng hình thức kinh tế. Nên là bác Tô Lâm đến Trung Quốc với một cái vai trò rất là lo lắng. Lo lắng thứ nhất là Trung Quốc hiện bây giờ có nhiều hợp đồng béo bở với Việt Nam mà Trung Quốc có thể rút ra khỏi. Hay là những công trình đang xây dựng dang dở mà Trung Quốc không xây dựng nữa. Rồi phải nói vấn đề biên giới. Bây giờ Nguyên nghĩ đó, bác Tô Lâm chỉ có lại năn nỉ Trung Quốc thôi. Nói cái gì bây giờ? Sẽ nói sẽ đổi thừa là do bác Trọng. Đây là ông Trọng đó, bác Trọng đó. Bác là người đưa ra cái vấn đề 200 hải lý chứ không phải là tôi. Không phải lỗi tôi đâu nhé. Cái vấn đề đó mà đưa trình bày lên Liên Hiệp Quốc không phải lỗi tôi, là lỗi bác Trọng, mà bác Trọng không còn rồi. Nha, chứ tôi đâu có nói gì đâu. Hiện bây giờ thì bác Tô Lâm, bác rất là lo lắng về cái vấn đề giữa ban giao giữa Việt Nam và Trung Quốc và vấn đề thương mại nó sẽ rớt vào một trạng thái bế tắc. Nên là trong cái ba bước đi đó, ngoài cái vấn đề ngoại giao nó còn cái vấn đề thứ hai đó, đó là vấn đề hợp đồng kinh tế. Mà đang lo lắng là Trung Quốc rút ra khỏi những cái thị trường này. Nguyên nói thật thế, các quý vị tại sao phải lo vậy? Không có Trung Quốc thì có ông khác. Chúng ta là ban giao đa dạng quá mà. Nhưng lại thích Trung Quốc hơn. Vì làm ăn với Trung Quốc thì mấy ổng mới bỏ túi dễ dàng hơn là làm ăn với Mỹ. Làm ăn với Pháp bỏ túi khó hơn. Nguyên nói thật tế chắc biết làm ăn với Trung Quốc dễ bỏ túi lắm. Nguyên nè. Nguyên làm kinh doanh nè. Nguyên mua bán nè. Bây giờ mà cái điện thoại Trung Quốc, cái hóa đơn là nhiêu? 10.000 đô la mày giết cho tao 1.500 thôi. Ok. Hay là cái hóa đơn mà 1.000 mày giết cho tao 20.000, nó cũng giết ào ào luôn. Mấy Trung Quốc nó giết hết. Hỏi cái hóa đơn bao nhiêu tiền là nó giết bao nhiêu tiền à? Nó dễ lắm. Mấy cái bác vị nào mà buôn bán hàng hóa Trung Quốc là biết mà. Nó dễ lắm, chỉ cần mình giết nó, mày nhớ giết cho tao cái hóa đơn để cho tao khai qua cái hải quan nó bớt cái xét. Nó dễ lắm. Làm ăn với Trung Quốc thì nó dễ đen. Vì Trung Quốc nó hiểu cái tâm lý Á Châu, nó hiểu tâm lý của Việt Nam, nó hiểu cái sự đó, nó dễ kiếm tiền bỏ vào túi riêng nhiều hơn. Khi làm ăn với Mỹ, với Tây Phương, thì Mỹ, Tây Phương á, là người ta có giấy tờ đâu vào đó. Đó, tôi cái gì mà phạm pháp là tôi không làm. Nên là mấy ổng khoái cái sự đầu tư của Trung Quốc. Nhưng mà giờ muốn Trung Quốc, muốn cho Trung Quốc đầu tư, Trung Quốc sẽ đầu tư đó. Nhưng với một phía cạnh là anh phải bỏ chủ quyền biển cả. Từ nay sắp tới anh đừng có nhắc đi nhắc lại. Nên trong cái mục thứ ba đó, phía bên Bộ Ngoại giao của Việt Nam nhấn rất là mạnh là đừng để cái vấn đề tranh chấp biển cả nó dẫn đến cái sự xích mích của hai quốc gia. Vậy thì cho Nguyên khẳng định với các quý vị một điều. Chuyến đi của bác Tô Lâm đợt này là đi năn nỉ Trung Quốc. Xoa dịu cái sự tức giận của Trung Quốc, đặc biệt là cái báo cáo vừa qua ở tại Liên Hiệp Quốc về cái chủ quyền biển cả 200 hải lý. Nó lại dẫn đến Trung Quốc không hài lòng. À, Trung Quốc bất mãn. Và Trung Quốc có thể là đe dọa Việt Nam về vấn đề kinh tế. Nên nó đã dẫn đến mà bác Tô Lâm bác phải sắp nít đi đến Trung Quốc. À, để mà trình bày giải thích cái vấn đề 200 hải lý vừa qua đó là không phải do tôi, đó là do bác Trọng. Mà bác Trọng không còn nữa rồi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi anh. Nhưng mà cũng tội nghiệp cho bác Tô Lâm một điều, không biết là gì không? Trước khi làm chủ tịch nước đó, thì đi đâu cũng đi được một mình hết. Ăn chơi thoải mái, ăn bò giác vàng, xả ra, không sao hết,
uống rượu vang, ăn bò dắt vàng, ngon lành cành đào. Nhưng bây giờ làm tổng bí thư rồi, đi phải có vợ theo. Sắp sửa chuyến này đi qua bên Trung Quốc không có hưởng được vì vợ vẫn đi theo rồi. Ngộ ha. Trở thành nhà lãnh tụ tối cao giống ông tổng thống đi đâu không phải dẫn vợ. Ái Nguyên cũng không hiểu. Lúc mà chưa làm tổng thống á, thì đi đâu thì đi một mình, đi đâu thì cũng đi một mình hết. Nhưng mà làm tổng thống rồi đó là đi là phải dẫn vợ theo. Bây giờ bắt Tô Lâm đợt này đi là phải dẫn bà xã theo, đệ nhất phu nhân Tô Lâm theo. Nên đợt này ông đi mà cũng hơi buồn. Đúng ra tính bên bển nó còn bên bển là ní hậu má ngoại nị ngoại ngoại dữ lắm rồi. À, nhưng mà ông giờ đi phải bây giờ với cái vai trò của tổng bí thư nên là không được nữa. Ông buồn các vị. Nói cho các vị biết là tình trạng của Việt Nam chúng ta ở trong một cái vị thế khá là bế tắc về vấn đề với Trung Quốc. Chúng ta đang gặp một cái tình trạng là Trung Quốc đang dùng kinh tế uy hiếp chúng ta rất là nhiều. Và hiện bây giờ chủ quyền của chúng ta đang bị giẫm đạp và khó thể nào lấy lại một cách đơn giản. Hiện bây giờ tại sao Nguyên nói là đừng có mong Mỹ sụp đổ. Hãy nhớ cái điều đó. Ngày nào Mỹ sụp đổ thì Á Châu chúng ta nó sẽ sụp đổ trong tay của Trung Quốc. Hiện bây giờ Nguyên nói chỉ có duy nhất là chúng ta phải chờ đợi sự lớn mạnh an toàn ở khu vực trật tự Á Châu, đặc biệt là những cái quốc gia giống như là Philippines nè, Malaysia nè. À, những cái quốc gia lớn mạnh ở có khu vực tranh chấp giống như là Nam Hàn nè, Nhật Bản nè, Úc Châu nè, những quốc gia mà gần xa mà nó lớn mạnh đó. Và cái sự áp lực của những quốc gia đó nó sẽ giúp đỡ chúng ta thăng bằng lại cái chủ quyền. Chứ bây giờ cá nhân của Việt Nam với Trung Quốc thì chúng ta không dám làm cái gì hết. Và cái điều này thì đó là cái điều mà trong một cái bối cảnh cực kỳ là khó cho chúng ta. Khi lúc đó Trung Quốc còn có một cái chiêu bài nữa, đó là chiêu bài Campuchia. Trung Quốc có thể lợi dụng Campuchia và nâng đỡ Campuchia để uy hiếp Việt Nam chúng ta bất cứ lúc nào. Các quý vị sẽ coi đi. Cái chiêu bài này, Trung Quốc sẽ nâng đỡ Campuchia về khí tài quân sự. Và để cho một cái giai đoạn nào đó, tới Việt Nam chúng ta phải lép vế so với Campuchia. Và lúc đó chúng ta mới biết được nguy hiểm cỡ nào. Khi lúc đó tình trạng đất nước của chúng ta thì chúng ta cũng biết rồi đó. À, những cái dân tộc địa phương đó, nó có. Chúng ta có nhiều sắc tộc. Dân tộc địa phương có. Và những dân tộc địa phương này đó, họ cũng đang có mong đợi, đặc biệt là cái sự đối xử không công bằng của chính phủ Việt Nam. Nó đã dẫn đến cái sự ấm ức trong lòng của họ đã nhiều năm, nhiều tháng. Khi họ có cơ hội đứng lên thì họ sẽ đứng lên. Trung Nguyên nói là cái đất nước chúng ta nó đang hiện bây giờ thì nó vẫn nằm ở trong một cái giai đoạn chưa đến nguy hiểm. Nhưng theo Nguyên nghe, nhìn cái cá nhân Nguyên 5 năm nữa Campuchia đủ lớn mạnh về khí tài quân sự thì cái tình trạng của Việt Nam chúng ta sẽ gớt vào trong tình trạng nguy hiểm, đó là chuyện bình thường. Hiện bây giờ cái bước đi của Campuchia, Trung Nguyên nói thẳng luôn, Campuchia đang nuôi dưỡng những người Khmer Hom. Và trong tương lai họ sẽ là cái mấu chốt để cho Campuchia xúi dục. Và đây là một cái điều bài toán rất là khó cho Việt Nam chúng ta khi lúc đó chúng ta không đủ mạnh về kinh tế, cả luôn không đủ mạnh về quân sự. Trong Nguyên ngừng chương trình ở đây, nói đến đây thôi. Vấn đề của Campuchia và Việt Nam đó thì Nguyên đã nói nhiều chương trình rồi. Nếu các vị nào muốn nghe thêm về những cái chi tiết về sâu sắc hơn về trong vấn đề địa lý Campuchia và Việt Nam bề mặt đó, thì chúng ta vẫn cho là những cái quốc gia láng giềng hài hòa. Nhưng thực tế nó, cái sự rạn nứt nó đã có từ lâu và nó vô cùng nguy hiểm. Cái tiềm năng nguy hiểm giữa Campuchia và Việt Nam và giữa Việt Nam và Trung Quốc nó tồn tại, chỉ là nó trá hình mà thôi. Nhưng nó đang ngầm tồn tại và có thể thời gian sắp tới nó sẽ bùng phát. Trung Nguyên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Trung Nguyên chúc các quý vị có một buổi cuối tuần tuyệt vời. Mong là nhiều sự tốt đẹp và may mắn sẽ đến cho cô chú anh chị em. Bye bye các quý vị. Hãy lắng nghe bao lời đau của đất. Đồng bào ơi, hãy lắng nghe bao lời đau của nước. Đất nước ta hôm nay
đang bên bờ vong nhục, đang ác gian vô lương, đang âm thầm bán nước. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, phải tự mình hôm nay giữ nước, giữ đất nước cha ông ta hy sinh ngàn năm trước. Hãy quét hết quân gian tham đang phá dần đất nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang ta gây bao oan khiến muôn dân hờn dên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồ tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này rằng là không còn đây. Đồng bào ơi, hãy đứng lên đáp lời đau của đất. Đồng bào ơi, hãy đứng lên đáp lời đau của nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang ác gian vô lương, buôn dân và bán nước. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, phải tự mình hôm nay giữ nước, giữ đất nước cha ông ta hy sinh ngàn năm trước. Hãy quét hết quân gian tham đang phá dần đất nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang đã gây bao hoàn kiến, muôn dân hờn dên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồn tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong, đang bên bờ vong, đang đã gây bao đang đã gây bao hoàn dân hờn dên xiết. Dân hờn dên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồ tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây. Hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây. Rằng là không còn đây.